Xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh của Điện máy Tân Long. Điện máy Tân Long là một cái công ty của mình chuyên về các loại tủ lạnh, máy giặt này. Máy giặt công nghiệp, máy giặt dân sinh và các cung cấp cái thiết bị linh kiện sửa chữa cho anh em. Bao gồm các tôn, các tun này, kit test này và hướng dẫn luôn cả cách sửa chữa. Thì hôm nay mình làm video này ấy, là để hướng dẫn cho anh em một cái sản phẩm mới là thiết bị mô phỏng ngoại vi của tủ lạnh Samsung. Đây trên tay mình là em nó đây. Đó là em này ấy, là đã được Tân Long làm ra là để mục đích là để test full các loại bo của tủ lạnh Samsung. Thì nó có những cái gì nào? Đầu tiên ấy là nó mô phỏng lại đây là một cái tủ lạnh. Đó, và là muốn nó chạy như nào thì nó sẽ chạy được như thế, và nó có lỗi gì thì nó khai báo luôn ở trên này đấy, để cho các bạn phục vụ. Các bạn thứ nhất là những bạn đã dành về nghề sửa bo thì các bạn có thể lấy cái này làm thiết bị test và đọc lỗi cho nó nhanh. Đó, và các bạn nào mà chưa dành về nghề sửa bo, không thể nào nắm bắt được là cái tủ ấy nó hỏng cái gì, thì có thể là sử dụng cái kit test này để test luôn trực tiếp xem là cái bo đấy là nó sẽ hỏng những cái gì. Đó, và cái bo này ấy, thì nó có đầy đủ các loại dây rắc đây, là để có thể kết nối được tới nhiều chủng loại bo. Đó là bên mình đã làm sẵn ra đây, và có mình làm cái video này vừa giới thiệu vừa cho các bạn cái sản phẩm mới này, và vừa để hướng dẫn luôn các bạn cách sử dụng cái bo test này. Đó thì khi bán thì bọn mình chia ra làm 3 phiên bản. Ở cái phiên bản bình thường ấy là bản bay ấy, thì nó test được những cái gì nào? Đầu tiên ấy là một số cái đời bo, ví dụ như là bo của tủ 200 lít này, ok, bo của tủ 220 cho đến 250 lít này, đó, và loại bo thứ ba là bo tủ lên tới 320 lít cho đến 450 lít, đấy, có đá rơi tự động, không có đá rơi tự động, đấy, đây là những đời bo vàng. Thì đấy là bản bay. Thế còn bản premium thì nó sẽ tích hợp thêm hệ thống dây để test được những cái hệ thống bo đời mới nhất bây giờ. Là hệ thống bo xanh đây. Đó. Tích hợp tất cả công nghệ ướp bên trong luôn. Đấy, để bên trong cái bo mạch này này, để các bạn có thể test được cái đời bo này. Đấy. Và cái đời cuối, bản cuối là bản max ấy, là nó có thể test được cả những cái bo tủ size với size. Đó, bao gồm nhiều chủng loại tủ size với size. Đấy thì loanh quanh ấy thì nó rơi vào tầm khoảng ba mấy cái loại đầu rắc này. Đấy, với cả cái công nghệ úp bên trong này. Thì các bạn thông cảm rằng là để nghiên cứu ra được một cái sản phẩm này ấy, mà bán cho anh em ấy thì nó cũng tốn thời gian. Nên là ấy, về cái phần cứng của cái này thì nó không đáng bao tiền đâu. Cái này nó đắt thì tiền chất xám thôi. Đấy, còn anh em nào mà cảm thấy ủng hộ được thì bên mình xin cảm ơn anh em. Còn mình đã biết một số sản phẩm của mình làm ra đã bị anh em copy. Nhưng đó là chuyện bình thường trong giới công nghệ thôi. Những cái sản phẩm đơn giản thì các bạn cứ copy thoải mái. Chỉ sợ các bạn làm nó không được chất lượng tốt như Tân Long làm thôi. Thế là mình khẳng định về như vậy. Bên Tân Long có thể là bán đắt hơn chỗ khác, nhưng sản phẩm phải đạt chất lượng, chứ không phải là bán đắt hơn mà lại sản phẩm lại lởm hơn nhá. Rồi, bây giờ mình giới thiệu qua một chút về cái này. Đây là cái bộ mô phỏng ngoại vi đây. Thì nó có những cái gì nào? Đầu tiên ấy là nó tích hợp sẵn một cái mặt hiển thị đây. Đó, của cái tủ lạnh. Thì những cái đời bo mà không dùng mặt hiển thị thì các bạn bỏ qua luôn phần này, không cần xem. Đó, còn ở những cái phần bình thường là một cái tủ lạnh là nếu có hiển thị đèn thì đây chính là cái phần mặt hiển thị của nó. Đây nó hiển thị nhiệt độ đây, âm 23, 21, 19, 17, 15 này. Ngăn đông này, rồi là đá rơi tự động rất đầy đủ hết ở đây. Đấy. Đây là những nút bấm mô phỏng của nó đây. Đó. Thế còn tiếp theo là đây là cái phần quanh đây là phần ngăn đông. Ngăn đông đây thì nó sẽ có cái đèn này là fan, là quạt. Đây nó báo hiệu cái quạt có chạy hay không chạy. Đây là cái hai con cảm biến nhiệt độ của nó đây. Con nhiệt cảm biến nhiệt độ và nhiệt độ của cái ngăn đông và cái nhiệt con cảm biến để xả băng. Đó, và đây là bên cạnh này là ngăn mát.
Đây ngăn mát đây. Đây ngăn mát thì nó bao gồm trên ngăn mát nó có những cái gì thì trên này đều mô phỏng hết. Đây là nhiệt độ này. Đây là cảm biến nhiệt độ của ngăn mát và đây là cảm biến nhiệt độ xả băng. Đấy, trên cái dàn giả xả tuyết, trên cái dàn tuyết ấy, gần đây có một cái núm vi chỉnh. Cái vi chỉnh nhiệt của cái xả băng thôi. Cái này thì mình đã hiệu chỉnh, hiệu chuẩn rồi, các bạn về chỉ việc sử dụng thôi, không phải ngoái thêm. Đây là có cái công tắc cửa đây. Đấy, để mô phỏng cái cửa đóng ra hay mở này. Đó. Đây là công tắc bơm này, là dành cho cái máy mà lấy nước trước cửa ấy, khi bạn dí cốc vào ấy là nó bơm lên đây. Đó. Thì trên đây có những con đèn này, ví dụ như là fan này, bơm cánh này và van cánh. Đây là quạt này. Đây là bơm cánh. Bơm cánh là cái bơm mà bơm nước lên ấy, bơm nước lên cho cái cánh tủ ấy khi nó đẩy ra ngoài lấy nước ở ngoài đấy. Đây là van cánh là cái van nó mở ra khi mà cái cánh tủ ấy nó lấy nước ra đó. À, đó, còn led tủ đây. Là đây là cái đèn led. Là mô phỏng là khi nào mình bật lên thì nó sáng hay không sáng, có hai đèn. Tại sao nó có hai đèn? Bởi vì có một số đời của Samsung ấy là nó có cả đèn trên ngăn đá. Đây, và đây là đèn ngăn mát, nên mình làm hai cái đèn ở đây. Về cái phần hiệu chỉnh tiếp theo là nó có phần đá rơi tự động đây. Phần này ấy, thì nó mô phỏng cái bộ làm đá tự động. Đấy, nó sẽ cho người ta biết được là cái motor đang quay làm đá theo chiều thuận hay là chiều nghịch. Đó. Và cái con xả băng này này là cái con nó giữ nhiệt, giữ cho cái ống để dẫn nước lên đấy, không bị đông đá, là nó có hoạt động hay không hoạt động. Đấy, thì còn đây là cái bơm nước, là cái bơm bơm từ dưới lên xem là có hoạt động hay không hoạt động. Để khi mình cắm vào bo mình sẽ nhìn được hết tất cả. Đấy, ví dụ đây là nút rơi đá, đây chính là cái nút test trên ngăn đá này. Khi ấn vào đây ấy, ấn vào đây thì nó sẽ cho cái motor quay, đúng không? Và motor quay ấy là nó sẽ báo đèn. Báo đèn thì bây giờ nó quay theo chiều thuận chẳng hạn, thì khi kịch đèn là mình sẽ biết được là mình là nó kịch rồi, là mình sẽ nhấn cái cảm biến khai đá này một cái và nó sẽ quay ngược trở lại. Khi nó quay ngược trở lại rồi ấy, thì mình cũng nhấn cảm biến khai đá một cái là nó hiểu rằng à là kết thúc hành trình. Còn nếu như bạn không nhấn thì nó sẽ báo lỗi ở trên mặt này. Đó. Rồi, tiếp theo là cái van chia ga đây. Cái van này ấy, là dành cho tủ hai dàn. Còn những cái tủ nào mà không dùng hai dàn thì không cần quan tâm vấn đề này. Còn đây nó sẽ hiển thị xem rằng là cái này là có chạy không. Nếu có chạy mà không chia được lạnh đấy, hoặc là không chạy thì các bạn có thể biết là à hỏng bo rồi. Còn nếu có chạy mà không chia được lạnh có thể là hỏng van chia ga hoặc kẹt hoặc làm sao đó. Rồi, còn bo công suất thì cái bo này ấy, đây là cái đèn ấy báo cái tín hiệu đưa ra bo công suất đây. Là hai cái rắc này là đưa ra công suất. Thì đưa ra cái bo công suất đây. Đưa ra bo công suất của nó đây. Đó. Ở đây ấy là mình đã ghi chú rõ ràng này, ví dụ CN51, CN52 này là cái gì, là cái này nối ra mặt hiển thị này. CN33 là ra bơm nước này, CN30 là ngăn đông này, CN90 tạo đá rơi này, CN74 là van chia ga này, CN11 là ngăn mát này. Những cái số đằng sau đây, ví dụ mình ghi 11 là cái này có 11 pin, tức là 11 chân, 10 là 10 chân. Đó. Cảm biến nhiệt đây. LED cũng bơm cánh, nói chung là đây là một bộ hoàn thiện. Và đây là bản bay, bản tiêu chuẩn. Đó. Thế bây giờ mình sẽ thử hướng dẫn và các bạn cách cắm vào bo, cách cắm vào bo mạch và hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái bo mạch này. Để sử dụng được cái bo này, mạch này ấy, thì các bạn sẽ dùng cái bộ dây đi kèm đây. Đi kèm với cả đây, nó chính là những cái bộ dây như thế này. Đấy, những bộ dây như này mình đã làm sẵn rồi và mình đã đưa khi bán ấy vào các bộ mình sẽ đi kèm với các bạn. Đó. Đây mình đã rút hết ra để cho các bạn dễ hình dung. Rồi. Cái này nhá là không bao gồm dây nguồn này đi kèm theo đâu nhá các bạn nhá. Dây nguồn này các bạn phải tự để mua ở nhà đấy, chứ bên mình không cung cấp sẵn theo dây nguồn này đâu. Đây là một cái bo là nó cũng bị lỗi một số thứ. Nên là mình sẽ test cho các bạn xem. Đây là cái bo mà phổ biến trên cái dòng tủ từ 320 lít cho tới 420 lít của Samsung, và dòng bo này có đá rơi tự động. Nhưng con này không có bơm nước cửa và lấy nước cơ. Con này phiên bản này là có hai cái quạt đây. À, điển hình đây là có hai con chan này mở qua hai quận này. Đấy là để mở cho cái quạt. Thì ở đây ở trên bo này là mình đã, đây là cái bo lỗi mình mua thanh lý ở nhà máy về đấy, hay bán cho các bạn theo ký đấy. Đó, về các bạn dựng đấy. Đây mình thợ mình nó sửa qua thôi để mình làm cái video hướng dẫn. Ở đây ấy, ví dụ như là nó có cái rắc này là rắc Zipline này. Thì ở đây bạn có sẽ thấy chữ CN này 51 này. Đây Zipline này CN51 này.
Đấy thì đây mình cũng có này, trên cái bo mạch này đây mình có sẵn này. Zip lay này. Đây là CN51 này, là cái dây CN51 sẽ gắn vô đây. Tiếp theo ở đây nó có một cái rắc nữa là CN52 này, nó ghi mặt hiển thị này. Là CN52, ok. Đó. Thì bây giờ ấy, cái rắc CN52 này các bạn tìm trên bo này. Đây nó có chữ zip lay này. Đó, CN52 này. Đó, ok. Thì các bạn cắm nó vào đó. Đấy, các rắc khác đều làm tương tự, ví dụ như rằng là CN bao nhiêu đấy thì các bạn dựa theo những cái thông tin ở trên bo này mà các bạn cắm vào. Đấy, đấy là một chủng loại. Còn chủng loại thứ hai ấy là chủng loại này, ví dụ như chủng loại bo này đi. Đấy thì nó có rắc ví dụ CN76 này. Đấy, CN76. Thế mà trên cái bo này này của mình đây này, nó không có cái chữ CN76. Đấy, như bạn nhìn thấy đây nó không có chữ CN76 thì sao? Thì ở đây ấy, mình cũng đi kèm với những cái bộ rắc này. Bộ rắc này có sẵn đây. Đấy, những bộ rắc này thì đây là cái rắc demo thôi, còn rắc của các bạn là rắc mới. Thì các bạn có thể cắm vào đây. Cắm vào đây. Đấy. Ví dụ cái rắc này các bạn cắm vào đây không thấy vừa. Ờ, đúng rồi. Cái này là không phải rồi, không phải của nó rồi. Ok, bỏ qua. Còn có những loại rắc nó sẽ vừa. Đấy, vừa như cái nào thì các bạn lắp vào cái đó. Mình đang lấy ví dụ của một con nào đó cắm vừa đi. Ví dụ như con này. Rồi mình cắm vừa đây là 11 pin. Ok, thì khi nào mà gắn sang cái bo này ấy, nó cũng sẽ vừa. Đó, gắn sang đây nó cũng sẽ vừa. Cái rắc này mình không nhớ, không nhầm thì vào 1 ra 2 cơ. Chứ không phải là cái này là anh em đưa cho mình là nhiều khi nó bị thiếu, nhưng bên mình đóng hàng thì chắc chắn là sẽ không thiếu đâu. Quê ơi. Cái bộ dành cho con tủ 220 lít này đây. Hình như ở đây không có sao? Bộ đấy bộ lúc đầu em đưa anh. Bây giờ anh ném chung với nhau đây rồi. Cái đấy vào 1 ra 2 đúng không? Vâng. Không thấy đây nữa rồi. Em coi xem ở đâu. Anh lấy tạm ở đây cũng được em ơi. Đây. Cái rắc nó như này. Thì bên mình đã làm sẵn những cái rắc như này để các bạn về các bạn chỉ việc cắm vào thôi. Rút play thôi chứ không phải làm những thứ khác nữa. Đấy các bạn cắm vào đây. Cắm cái chân nào của nó đúng vào đâu thì các bạn cắm vô đó, ghim vô đó nhá. Đấy là nó chạy. Chứ không phải chạy lung tung rồi độ chế lại dây, thế nên là nó mới sinh ra nhiều phiên bản vì vậy nhá. Đó. Đó. Bộ nào nó vô bộ đó. Đây. Cái chuẩn ở cái nó sẽ có cái rắc nó cắm phải đúng với nó của nó nhé các bạn nhá. Còn không cắm đúng ấy thì đừng cố gọt nhá. Đừng cố gọt hay là đừng cố nhét cho nó đúng, bởi vì sao là khi rắc nó thiết kế ra ấy là nó phải cắm đúng chân của nó. Cắm đúng cắm sai là nó không chạy đâu mà nó hỏng đó. Đấy, ví dụ đây mình cắm vào các bo như thế này. Cái này mình sẽ đánh dấu cho bạn, ví dụ cái tủ này là tủ 250 lít này, đây là cái dây demo nó xấu này thôi, còn dây xịn thì nó sẽ là dây mới nhá. Đó. Thì cái để các bạn hình dung ra cái phương án làm nó như vậy. Rồi. Bây giờ ví dụ đây là một cái bộ thiết bị ngoại vi đây. Thì mình sẽ có sẵn một bộ mình đã cắm dây đây rồi. Cắm dây đây rồi. Giờ mình sẽ gắn vào cho nhanh. Thì bây giờ ở đây mình có sẵn là cái gì nào? Đầu tiên là mình có một cái bo mạch công suất này. Đó, và một cái lốc. Đây. Một cái lốc này. Đây cái lốc của mình đây. Đó. Đấy, cái lốc này là cái lốc tủ lạnh Samsung bình thường thôi. Đây, tem nó đây này. Đó là NC4AV80ALR. Nói chung các bạn xài cái lốc nào cũng được hết á. Cái lốc này chỉ để test thôi. Đấy, để mình test tín hiệu thôi. Các bạn đã làm tủ lạnh thì nên có một cái. Lúc nào có một cái lốc inverter sống ở trong nhà để test. Đây là cái bo công suất bình thường thôi. Đây là cái bo công suất là bình thường mọi người hay xài đấy. Thì bên mình cũng có bán cái loại bo này này. Trong loại bo này mình có bán một kit test ngày xưa các bạn đã xem rồi đó. Kit test trị giá 650.000 ấy, mà nó giao tiếp với cả cái con lái này này, để nó đọc được con lái này sống hay chết này, có giao tiếp hay không giao tiếp này. Thì nó khác với những cái loại bán thường trên thị trường, anh em nó bán 150-200 thì nó chỉ tạo ra được cái xung cơ bản thôi.
Đấy, còn nó không giao tiếp, nhưng còn bên mình làm là nó có giao tiếp đầy đủ. Đó. Cái này ấy, thì cái chân cắm này chắc không phải giới thiệu rồi, các bạn cắm chắc không trượt đâu đúng không? U vào chân nó gồm hai loại chân, một rắc cắm điện với cả một rắc ghim rô lốc thôi. Ok. Đó. Thì cái này khi sau khi các bạn về, các bạn nhận về, các bạn cắm dây đủ vào đây. Cái dây nào các bạn cần test lại bo nào thì các bạn cắm rô lại bo đó. Thì mình lưu ý các bạn là tất cả các nghe cái đầu rắc đầu nút nhấn này các bạn đều cho về số 30 cho mình nhá. Đấy, đều về số 30 này cho mình. Ok nha. Rồi. Em đây là cái bo mà mình sẽ định thử cho các bạn đây. Cái bo đây. Đó. Thì cái bo này ấy, nó là cái bo như mình nói với các bạn ấy, lúc nãy là nó là cái bo lỗi mà. Đấy, bây giờ mình xài để mình ấy đó, mình thử cho các bạn coi đó nhá. Rồi, con này coi nào, chân xả tuyết nó là chân này mấy chân này, hai chân xả tuyết đây. Có cái phải không? Không thấy nó ghi ở đây. Thằng Samsung nó rất là tệ bởi vì nó không ghi cái gì hết cho người cho anh em mình thợ mình hết á. Bởi vì công nghệ độc quyền của nó mà, nó thích thì nó làm nào nó làm á. Rồi, xác định lại là sai. Xác định lại là đây, hai này mở ra đây, đây một chân đây. Điện đây. Và tức là chân này đi kèm với chân này. Hoặc cái chân này. Đấy, hai chân này đi với nhau. Ok. Hai chân này mình sẽ ghim cái bóng điện vô đây. Các bạn có thể lấy cái bóng điện nào đó để thử tải nhá. Không cứ là cái phải bóng điện lớn như mình đâu. Lấy cái bóng điện quả nhót được à? Đây như bóng điện này mình lấy là bóng điện lớn, thằng em nó lấy nó xả tụ. Nó bị giật nhiều quá nó làm bo nên là nó lấy con này nó xả tụ. Mình mượn tạm nó thôi. Đó. Mình mượn tạm nó để mình test thử. Ok. Rồi. Bây giờ ấy, cái việc mà đưa cái này vào ấy thì nó dễ thôi mà. Các bạn chỉ cần lấy cái này này, các bạn tìm cái rắc nào các bạn cắm đúng rắc đó. Thế nào chạy thôi. Là các bạn sẽ test được. Đấy, CN52 này. Display này. Đây CN52 display này, cắm vô đây. Rồi. Cái này này, tại sao là nó có hai đời? Hai đời rắc nhá. Một đời ở đây ấy, một đời nó cắm đủ chân ở đây. Nó có 8 pin, một đời có 4 pin. Ra cái này chỉ dùng cái 4 pin này cho nó tiện. Bởi vì sao là 4 chân sau này người ta không xài tới đâu. Đó. Cắm vô đây, in vô đây. Đấy, còn dư ra cái góc này. Kệ đó. À, bơm nước. Pump. À, bơm nước này. Ngăn đông. Phrong. Ok. Này, cái dây thừa mình cắt đi đấy, mình trong cái dây thử kia mình chưa ấy. Rồi, tạo đá rơi đây này, nó ghi CN90 này, các bạn đây có rắc CN90 này. Đá rơi này, Aiko này, Maker này. Phang vào đây. Van chia ga này, đây, 6 dây này. Thì mình tìm xem coi cái van chia ga này ở đây này, nó là step van này. Đấy, nó có cái rắc CN74 đây này, nó là CN74 này. Gắn vô. Gắn vô. Đây là cái nắp CN31 này. Nó là ngăn mát này. Thì đây, dây là 31 nó nằm đây này. Ghim nó vô đây. Rồi. CN75 này, led với cả bơm cánh này. Có CN75 đây này, nó có led lamp này, led này, lamper này. Đó, ghim vô. Rồi. Con này là C32 này, cảm biến nhiệt này, cái này nó bị bé quá, mình không ghi được hết, nhưng đây là cảm biến nhiệt ngoài nhá. Cảm biến môi trường ấy, sensor môi trường ấy. Ghim vô đây. Cái rắc của con Samsung này cắm rất là tệ nha. Cái rắc này các bạn cắm các bạn nên để nó xuống dưới bàn ấy. Thì cứng nó xuống như này rằng các bạn cắm. Thế các bạn mà nhấc lên đây cắm ấy là cắm tí nó tụt luôn cái rắc này ra ấy, bởi vì là cái bo vàng này nó tệ lắm. Chất lượng ấy bo của nó kém, cái chất lượng bản mạch này. Đấy, đây sau khi cắm hoàn thiện vào như này xong rồi nha. Ok nào, còn cái gì nữa nào? Rồi, còn chân PVKM nữa. Đây. Đây. Chân PVM em đây. Đây nó có hai chân nha. Ghim rộ. Cái này là ra bo công suất nha. Rồi. Ghim rộ bo công suất. Ok.
Đây, như vậy là nó đã gần như hoàn thiện cái phần của cái bo mạch, bộ thử bo mạch đây. Và bây giờ là việc của chúng ta là chúng ta sẽ ghim điện. Ghim điện này, đầu tiên là điện bo công suất ta ghim đây rồi. Bây giờ còn một điện nữa là điện cấp cho bo mạch chính ta ghim vào đây. Ok. Rồi. Giờ ta ghim điện lưới vô. Cái khúc này là chú ý, anh em chú ý an toàn để khỏi bị giật tung tay lên nha. Chứ nhiều anh em là làm cái này mà không để ý là nó cũng giật cho nó cũng đau tay đấy. Bởi vì nó là điện trực tiếp 220 mà. Hoa tụ nữa lên hơn 300V là giật cũng phê lắm đó. Một cái này. Đấy là bo chính này. Được chưa? Đấy các bạn thấy chưa? Này, bo công suất này. Này bo công suất này. Đấy. Lúc này là dao này. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là van chia ga này. Quạt này, quạt này. Báo nhiệt độ này, đúng chưa? Đấy, cảm biến xả đá này, ví dụ đây nó vừa quay thuận xong bây giờ nó báo nó quay ngược này, nếu mà mình nhấn cái này. Nhấn cái này cái để cho biết là ok, tí nữa mày sẽ được quay lại. Đấy, bây giờ thì sao? Sao nào? Thứ nhất là lốc nó chạy này. Rồi. Đèn ở chiếc con đèn ở trên cái bo công suất này báo rồi này. Các bạn nhìn thấy không? Nó hơi ấy là hơi khó ở đây, nó đây này. Đó nó đó. Đấy. Cho đây nha. Ví dụ đây là quạt quạt ngăn đông này, đây là quạt ngăn mát này. Đấy, bơm này, cảm biến này, van cánh này, đúng chưa? Giờ cứ cho nó chạy, đây là xung P cái xung đưa ra để chạy cho cái bo công suất này. Đó. Đây các bạn thấy chưa? Đây này. Bây giờ là nó nháy, nó đang nháy lỗi đây này. Lỗi này là báo lỗi ngăn đá này. Đây là do lúc đấy là cái con cảm biến đây mình nó quay tới đây mình không nhấn cho nó. Rồi. Thế bây giờ xử lý cho nó, đúng không? Đấy, bây giờ là như này là ví dụ như ta nói là đến nhà khách bây giờ hiện tại trạng này như này nó đang bị lỗi như này đi. Đấy. Ví dụ như là đây ta mở cánh tủ này, tắt cánh tủ này. Đấy. Công tắc cửa này. Đấy ta mở cửa ra đó. Thì quạt nó sẽ auto tự tắt này. Đèn led sáng lên này, đèn sáng lên này. Quạt ngăn mát tí nữa là một hồi là nó tắt bây giờ ấy. Đó. Bật này. Bật lên là quạt ngăn đá nó sẽ chạy trước này. Quạt ngăn mát hồi sau nó mới chạy sau. Đó. Thì bây giờ ví dụ như cái lỗi này. Lỗi này thì ta có thể reset đúng không? Ta có thể reset cái này bằng cách ta giữ vào nút reset đây. Đấy, là cho cái con này này, cho cái đây cái nút rơi đá này. Đấy, cho cái đèn này nó sáng lên, đèn quay thuận nó sáng lên. Khi nó sáng này quay thuận lên rồi ấy, ta nhấn vào đây. Đấy. Thế cho đèn quay nghịch nó sáng lên. Ok, đèn quay nghịch nó sáng lên chưa? Rồi. Bây giờ ấy, khi đèn quay nghịch sáng lên rồi ta nhấn cho nó cái nữa. Nhấn cho mày cái nữa. Đó. Là nó tự reset. Đấy các bạn thấy chưa? Lúc đấy là đang báo. Nó đang báo ở đây. Bây giờ ta sẽ tự reset được nó. Đấy, lúc này lốc bắt đầu tăng tua này. Đấy, lốc tăng này. Đó, vo nó chạy. Đấy. Giờ lốc đang chạy tốc độ cao. Đấy, ví dụ như là mình giả lập cho nó. Khi nó chạy tốc độ cao này nhiệt độ nó sẽ tăng lên đúng không? Ví dụ nó tăng lên này. Ví dụ ở cái con cảm biến ngăn đá tự động là nó cũng tăng lên này. Đấy. Rồi là nhiệt độ của ngăn mát tăng lên này. Của xả băng tăng lên này. Đấy. Nhiệt độ của ngăn mát này tăng lên này. Đó. Xả băng nó cũng tăng lên này. Ok. Rồi. Cái này ấy là con này là nó lại báo lỗi này. Đó, con này báo lỗi này. Lại nhấn đây cho nó cái cho mày quay thuận này. Rồi, cho mày quay nghịch này. Rồi, ok bởi vì cái bo này nó đang lỗi. Ok, cho mày cái nữa. Được chưa? Về vị trí, ok. Làm hết báo lỗi liền à? Đây này, trên cái con đá rơi tự động này nó có một con xả băng này. Nó báo 12V này, con này rất là quan trọng này. Cái đời này mà không sáng ấy, thì tức là cái bo này ấy, cái đường xả đá nó chắc chắn 100% là chết, nó sẽ không rơi được đá đâu nha. Đấy, còn đây là cái đá này. Thế còn ví dụ như là cái về phần điều chỉnh nhiệt đây, các bạn cứ điều chỉnh cái nhiệt này ấy, nó giả lập đấy, khi các bạn xoay cái nhiệt độ này này thì các bạn sẽ thấy này, cái van chia ga nó hoạt động này, thấy chưa? Đó, van chia ga nó hoạt động đó. Đấy. Các bạn thay đổi nhiệt độ mà.
thì khi này ấy, khi các bạn thay đổi nhiệt độ như này ấy, thì các bạn sờ thẳng vào cái van chia ga để xem là nó chạy không ấy. Thì ví dụ nó thay đổi rồi van chia ga nó có chạy đây này mà vẫn tủ vẫn nhiệt độ của tủ vẫn không đạt hoặc là bị làm sao đó, thì lúc đó ấy, là chắc chắn là cái ấy của nó chết rồi, chắc chắn là cái van chia ga của nó chết rồi. Đấy là 100% cái tủ này nó đang bị lỗi khay đá này, này kệ đó, à, cái bo này đang bị lỗi. Đấy, ví dụ như bạn thay đổi nhiệt độ thì cái van chia ga nó thay đổi đó. Đấy, tùy vào cái nhiệt độ mình đặt đấy để nó thay đổi. Thế còn khi mà đây ví dụ mình về nhiệt độ cao đây, đấy là nó cũng cứ thay đổi. Lúc này ấy, thì ga nó sẽ chia lại, ga lúc này ở trong tủ ấy nó cũng sẽ chia lại, đúng không? Đấy thì các bạn thay vì các bạn có thể cắm cái này, các bạn có thể cắm cái này vào đây, vào cái van chia ga đây này, đấy này, đây này, hoặc là các bạn có thể cắm van chia ga thẳng vào đây luôn, cái dây của van chia ga đấy, các bạn không cần phải rút ra khỏi cái bo mạch, các bạn cắm vào đây, và các bạn ở cái bảng điều khiển này, đấy bạn vào điều khiển này, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ thay đổi, đấy, nó sẽ thay đổi đấy, mỗi lần bạn này là con van chia ga nó sẽ thay đổi, nếu mà nó không thay đổi ấy, thì là nó tèo rồi nha, đấy, ok, thấy chưa? Đấy, mà đây là một cách để giải cứu cho con van chia ga bị kẹt á. Cứ xoay thôi, mình xoay cho mình gõ nha. Đó, cứ xoay này. Rồi, cho mày chạy đi xong mình gõ. Rồi, gõ xem mày có hồi ga không, ok. Tao lại xoay cho mày bên này. Tao lại xoay cho mày hồi ga, ok. Nhưng lúc này ấy, là cái lốc phải chạy nha. Cẩn thận cái lốc chạy nó hay kẹt lắm á. Rồi, thế nên là đi đâu lúc nào cũng bảo là anh em thợ nên mang theo một cái lốc. Đấy, chính là để làm cái này. Đây, khi mình giả tải đấy, mình thử mình giải cứu những cái fan này. Đúng ra ấy, nếu mà bệnh nhân van chia ga ấy, là phải bổ ra để tục rửa rồi thay van, có thể mình xử lý bằng cách này. Đấy, để cho cái mạt nó chạy qua cái van nó lại chạy bình thường mà, không phải bổ nhá. Đấy, thế ở cái tủ này ví dụ như bạn có thể reset cái tủ bằng cách nhấn giữ hai cái nút này. Đó. Đấy, các bạn có thể reset được cái tủ để bắt nó về cái trạng thái bình thường sản xuất. Rồi người ta cài đặt như nào thì mình không biết, nhưng mà có thể bắt nó về trạng thái sản xuất. Đó. Thì khi bạn đưa về trạng thái sản xuất thì tất cả mọi thứ nó vẫn chạy bình thường à. Nhưng nó sẽ hiểu là mặc định là các bạn đã gọi nó về cái cài đặt mặc định của nhà sản xuất. Ok. Đó. Thì cái nhiệt độ này tùy bạn chỉnh thôi. Bạn chỉnh cái nhiệt độ này khi bắt đầu mới cắm bo vào thì nó phải ở nấc 30. Đó. Còn sau khi bạn cắm rô bo rồi ấy, thì tùy bạn chỉnh. Đấy, ví dụ như là tôi bảo là cái ngăn mát này này, tôi xoay ngăn mát này này. Đấy, là van chia ga nó sẽ thay đổi theo. Đấy, ví dụ ngăn mát đạt tới âm 3 độ rồi thì van chia ga nó sẽ đóng ở mức này. Ví dụ tôi để đấy, nó ở cái mức 30 độ thì nó sẽ chạy lại để nó mở ra, để cho van chia ga nó mở ra để cho ga lấy ga vô đó. Đó. Đấy là những cái ví dụ để mình thực hiện về cái vấn đề đó nhá. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ test tiếp sang cái bo thứ hai. Ở đây mình nói thêm một chút nữa này. Thêm chút nữa về cái bo này. Thì sau khi các bạn cắm vào đây ấy, sau khi các bạn cắm cái ấy này vào rồi thì các bạn cắm điện và các bạn nhìn nó chút nào, cắm điện này, nhìn này. Đấy, đây là bo công suất này, cắm thì cái đèn bo công suất này sáng lên một lần, ok. Tiếp theo là cái bo chính đây. Đây các bạn nhìn thấy đây. Rồi. Đấy, van chia ga nó nháy này. Được chưa? Đấy, nó nháy đi xong rồi nháy về này. Tín hiệu đưa sang bo công suất chạy này. Quạt chạy này, quạt chạy này, là hai quạt này chạy tốt rồi này. Này. Cái bộ làm đá này chạy này, ok này. Thấy chưa? Như vậy ấy là tắt công tắc này. Đây, là đèn trong tủ sáng lên này. Đấy, và cái đèn cái quạt này nó ngắt đi này. Đây cái quạt ở bên ngăn mát thì lúc nữa nó mới ngắt cơ. Cái con quạt này của dòng Samsung như thế. Thế còn ấn vào này thì cái đèn này lại tiếp tục, quạt ngăn đá lại tiếp tục có này, quạt ngăn mát lúc sau đấy lại chạy lại. Đấy thì cách test nó đơn giản nó vậy thôi. Nó không có gì là phức tạp hết á. Rồi, bây giờ mình thay đổi mũ đen nha. Đây, bây giờ mình sẽ thay đổi mũ đen này. Thì
rút điện ra, rút hết những cái này ra. Cái rắc này các bạn cầm sâu vào trong này mà rút nha, chứ nếu mà cầm ra ngoài là rút là có ngày nó đứt, nó tụt hết cái này ra đó. Ok. Đây, ví dụ như bộ rắc này và bộ bo này đây, mình đã cắm thử ra đây. À, còn một cái sensor xả tuyết đây mình cắm, sensor môi trường mình cắm vô đây. Ok, sử dụng bo này luôn. Đây này, nó sẽ có này. Đây, bộ này là cái đường PVKM này, đường sóng ra bo công suất. Ok, nó sẽ cắm vô đây. Rồi. Khuê ơi. Cái rắc này em làm cho khách ấy. Em chú ý cái loại cái khúc 10 rắc với khúc 11 rắc nhá. Hiểu chưa? Cái đấy là cắm sang bên 10 được. Anh hiểu rồi. Tức là em làm như này thì cắm bên 10 được, hiểu chưa? Chứ nhiều khi anh em nó không hiểu như vậy, hiểu không? Nhưng khi em làm em phải chú ý đây này. Như con này là 11 chắc mà con này 10 này. Đúng không? Đó. Em thì em cắm được đúng không? Đó. Nhưng mà khách thì cắm một ít. Khách anh em nó đã tiếp xúc vào giờ đâu mà nó cắm được đúng không? Nhưng mình thì mình có thể biết à, cái này mình cắm hết qua bên này, bỏ cái chân số 1 đi đúng không? Đó. Là nó chạy đúng chưa? Thì mình hiểu thế thôi, cho anh em nó hiểu làm sao được. Hiểu không? Cái này là gì đây? GND. Mình làm cái rắc này anh thấy hơi khó hiểu đấy, là anh em nó mà không hiểu được là dở hơi đấy. Cái bộ đấy em đã làm rồi. Ừ. Tại chị Nhiên chứ ra cho ai về đấy làm mà. Ừ. Nên là em cái dây cắm điện của bo này đâu? Có xe đỏ đây em ơi. Đó đằng này. Thế đất này, kia. Quê ơi. Quê. Cho anh cái chân này cái, cho anh cái gọt rác cái này cái. Cho anh cái con dao lúc ấy còn rắc ở đây đâu. Mày đưa đây anh mượn cái nào. Yeah.
để tra cái chân mà cắm vào đây, các bạn cứ tra xem là con nào mà phang vào tụ với cả phang vào du cầu trì ấy. Thì là chính cái đường điện dẫn vào đây, như con này dẫn qua con cầu trì này. Đấy, phang vào một con này này, một chân lấy vào đây, một chân vào chân con này, thế là đúng rồi. Đấy, đây như thế. Rồi. Dây này tạm thời chưa tính đến bởi vì đây là mình đang có sẵn dây tín hiệu PVKFM rồi. Đây là chân tín hiệu đưa ra. Rồi, giờ ghim điện này. Đó. Nha. Bộ công suất này. Đấy, quạt chạy đây. Nha. Nháy này. Bò lôi, đấy. Khi bò đây công tắc cửa này, tắt này. Không tác dụng. Đó, là con bò này bị lỗi. Nó đang báo ba nháy này. Đấy. Ví dụ con bò kia không lỗi hoặc là lỗi cái gì các bạn gắn vào các bạn phát nhìn biết ngay. Nên con bò này các bạn không biết là nó chết bò hay là không biết chết bò công suất này hay là chết bò khiển hay là chết cái gì thì các bạn có thể thử luôn như này. Đấy. Là được ngay. Rồi. Còn chung lại bò nữa đây. Ví dụ như cái bò này, đơn giản như bò này đi. Ok, đây. U dây nó đây nha. À. Bò này thì nó lên công suất sẵn rồi. Bò này thì nó lên công suất sẵn rồi nên không cần hai cái rác này luôn. Ok. Đây, ví dụ như cái bò này đây. Đó, và cái bò cổ tủ nó đây. Rồi. Rác này. Đây, ghim đây. Cái này là nó ghi rõ là ghim vô ngăn mát này. Đây, ngăn mát này này. Mình phải ghim vô ngăn mát, không ghim vô ngăn đông. Nó sẽ lấy tín hiệu qua ngăn mát. Bởi vì con tủ này nó chỉ có một dàn lạnh thôi. Ok. Cái này là đèn led này. Nhà cắm tôi đây. Đèn led này. Đây là sensor môi trường này. Cắm tôi đây. Ghim tôi đây. Ok. Rồi. Đó. Bây giờ ta sẽ chạy cho nó. Ghim điện này. Ghim điện tôi đây. Ở đây sao? Rồi. Còn block này của nó ghim tôi đây. Ok. Thử nha. Ghim điện này. Ok. À, báo ba nháy. Lỗi gì ta? Đây. Đây, em lốc em chạy đây. Đèn báo block này. Đây. Fan này. Led này. Fan này quạt này. Led trên thân đấy. À. Cái này công tắc cửa nó hơi ngược một chút. Cái này công tắc cửa dùng dương. Nên là dùng bộ này là không nhấn được công tắc cửa.
dùng cái này test lốc luôn được. Đó, dùng bo này chạy với cái bo này thành cái test lốc luôn được. Đó, tiếp nữa này. Ở cái bàn cao cấp hơn này là nó xài cái này. Đó, rồi nó xài cái này, đây xài bộ dây này đấy, thì cái dây này nó cũng dễ mà. Nào, đầu tiên này, ghim rắc vô đây này, đúng không? Cứ đúng rắc của nó mà ghim vô. Đó, rắc này thì ghim không thể nào trượt được rồi. Ok. Đấy, con này thì rất đơn giản, nó chỉ có gần này cái rắc, nó không có nhiều hết, không có nhiều. Này, con này con chắc con môi trường rồi. Nào, đá rơi này, này chắc đá rơi nhưng mà ở cái bo này test là không có đá rơi nhá. À, cái này không có hiển thị, con này không hiển thị. Đó, hiển thị này. Ok này. À, cái đời này có hiển thị trên này đây, đúng rồi. Có. Anti ga này. Ok. Đó, và cái này là led mấy cả ấy đây, công tắc cửa đây. Đó, nó đây. Cái này là một chân ghim rô block này. Ghim rô block ở bên này này. Đây, mà lốc ghim vào đây. Đó. Nguồn. Đây. Nguồn nó ghim vào đây. Ok. Rồi. Ghim điện nha. Ghim điện này. Đó. Đấy, công tắc này. Này, quạt chưa chạy này. Này, lốc chưa chạy này. Này, nó lỗi gì đó. Đó, cái này nó lỗi gì đó. Đây con block đây nhưng mà nó chưa chạy. Ta thử reset nó coi. Không có gì. Đó. Thế bây giờ ấy, nó chưa chạy này. Con này không chạy này. Rút điện này. Cho con xà băng này về đúng cái vị trí của nó này. 30 này. Đó. À, ghim điện rồi. Đây, tín hiệu.
của con chia ga. Đào đi đào về đi. Rồi đó, bạn thấy chưa, chạy ở đó này. Các bạn biết tại sao nó không chạy không? Là lúc đó do mình để con xả băng này này, nó ở vị trí cao hơn, nó không chạy. Đó thì đây ấy, thì ví dụ như các bạn muốn test ở cái tủ người ta ấy, thì các bạn ghim cái bo vô đây. Đó, lúc đó ấy, là cái tủ ấy nó rất là lạnh, nên các bạn không có biết là nó đang ở nhiệt độ bao nhiêu. Thế nhưng mà ấy, mà cái này ấy, là sao là nó sẽ bị là không chạy. Nhưng mà khi các bạn dùng cái thiết bị mô phỏng này, các bạn đưa tất cả về trạng thái của nhà sản xuất là nó chạy bình thường. Và như này, vậy là cái các bạn có thể trả lời với khách là cái bo này của bạn là không sao đâu nha, không có chắc đó. Đây các bạn có thể tìm, không có gì các bạn có thể quay ở đây. Ví dụ các bạn sợ hỏng xe sau này, các bạn quay thử xe sau này, hỏng con xe sau này quay thử xe sau này. Đó, hỏng con nào quay thử con xe sau con đó là để tìm ra được cái con xe sau hỏng. Đó, vậy đó nhá. Thiết bị này có bán tại điện máy Tân Long. Số điện thoại là 0981874 nhá. Đấy, các bạn mua hàng thì ủng hộ. Cái bản này là bản ấy nhá, bản này là bản plug nhá. Còn bản bay của nó là không có đi kèm tên này đâu. Còn bản nữa là đi kèm với cả cái phần mềm, một cái giao tiếp này, một cái giao tiếp với cả một cái dây, mấy cái dây nữa để kết nối tủ sai với sai, thì bản đó là còn mắc tiền hơn nữa. Đấy, đây là cái bản cơ bản nhất, là các bạn có thể dùng mua một bộ đầu tiên để về xài, đã còn thiếu đâu các bạn mua tiếp nha. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Mọi ý kiến góp ý thì xin gửi về địa chỉ là Zalo là 0981874. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong cái hình sau nhá. Đây, cái này nó chạy một lúc mà nó không có nhiệt độ này. Đây, nó không nhiệt độ là nó hồi tiếp này. Là nó báo lỗi. Đây, nó báo lỗi là ga van ga nó chạy ra và nó báo lỗi. Đấy, bây giờ khi nào mà có nhiệt độ này mình vặn cái nó hết lại không báo lỗi nữa. Đó. Thấy chưa? Mình vặn cái nào nó không báo lỗi nữa là nhiệt độ tăng rồi. Vì lúc nãy nó báo lỗi này. Là mình thấy nhiệt độ nó không tăng, nó chạy ra báo lỗi. Đây là mình mô phỏng nhiệt độ tăng lên rồi, nó không báo lỗi nữa. Thì đây là một cái bộ mô phỏng để chuẩn chỉ nhất để các bạn có thể kiểm tra được cái bo này sống hay chết, full chức năng của nó luôn nha. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của điện máy Tân Long. Xin chào và hẹn gặp lại.